Xin chào quý vị và các bạn. Là một nhân viên lễ tân thì thái độ làm việc luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy mà sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về những điều nên và không nên của một nhân viên lễ tân khi giao tiếp với khách hàng tại quầy lễ tân tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Lễ tân phải nhận ra khách ngay khi họ bước vào, cúi đầu lịch sự chào khách, luôn thể hiện sự nhiệt tình khi đón tiếp khách, đưa hai tay nhận chứng minh thư và hướng dẫn cụ thể cho khách lên tầng làm việc. 2. Khi thấy khách cần sự giúp đỡ, luôn sẵn sàng và vui vẻ giúp đỡ khách. 3. Khi đang giải quyết cho khách lên tầng làm việc mà có điện thoại, phải xin lỗi khách vui lòng chờ một chút. Khi nghe điện thoại không có việc gấp thì cố gắng kết thúc nhanh cuộc gọi hoặc hẹn sẽ gọi lại sau và xin lỗi khách vì đã chờ lâu. 4. Khi khách đi họp, xem giấy mời và hướng dẫn cụ thể cho khách lên tầng đi họp. 5. Giải quyết cho khách theo thứ tự, tránh tình trạng đang giải quyết cho khách này lại bỏ giữa chừng để khách chờ lâu và giải quyết cho khách khác. 6. Luôn tập trung vào công việc, tránh tình trạng để khách ngồi chờ quá lâu vì quên mất không hay liên hệ cho khách. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về những điều nên và không nên của một nhân viên lễ tân khi giao tiếp với khách hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.